Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Đội bóng rổ nhí. Em đã sẵn sàng chưa? Vẫn chưa à? Một chút nữa thôi. Bọn em sẵn sàng rồi. Cùng chơi bóng rổ nào. Cạm bẫy ở Venice. Ôi, cậu thấy không? Biển kia, cả cây cọ nữa. Này Leo, em làm rơi túi của huấn luyện viên Tony rồi. Ôi, em xin lỗi thầy Tony. Leo, em đừng làm gì cả đến khi chúng ta tới nơi được chứ? Vâng, thưa huấn luyện viên. À, đây là áo vô địch giải đấu của thầy. Em luôn mơ một ngày nào đó sẽ có được một chiếc áo như vậy. Em sẽ phải luyện tập thật sự chăm chỉ để có được nó đấy, Rudy. Nhưng nếu em thực sự muốn có nó, thầy sẽ tặng cho em. Thật à, em cảm ơn thầy. Anh may mắn thật đấy, Rudy. Đúng rồi, high five. Thầy đã cảnh báo các em đấy. Vì ở đây bắt đầu có không khí của kỳ nghỉ rồi. Tuyệt vời. Chúng ta không nên rong chơi quá nhiều. Chúng ta đang ở biển Venice. Hãy cẩn thận nào các em. Đây là thị trấn Tinsel. Nhìn kìa. Đây là lần đầu tiên các em được tới đây. Là bọn họ kìa. Đội Venice, đừng lo lắng vì sự xuất hiện của bọn họ. Chiến thắng nằm trong tay các em. Tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần rồi phải không? Ai là người chủ chốt của đội anh? Anh sẽ biết sớm thôi. Tôi đã biết rồi. Có phải là Rudy không? Giỏi lắm, mắt nhìn rất chuẩn. Tớ tự hỏi không biết họ đang nói về chuyện gì. Chắc là về bóng rổ. Họ đang nhìn về phía này. Tớ chắc rằng họ đang nói về chúng ta. Một trong số họ nên biết rằng cô ấy đang quay phim họ. Những em khác là cầu thủ đặc biệt. Nhưng Rudy, em ấy chơi giỏi hơn. Có điều, đừng bảo em ấy rằng tôi đã nói vậy. Anh Parker, vâng, tôi có thể chụp ảnh với anh không? Đương nhiên rồi. Rồi một ngày cậu cũng sẽ được như vậy thôi, Rudy. Nếu điều đó thực sự trở thành sự thật, Stella. Sao cơ? Vì điều đó, tớ sẽ luyện tập chăm chỉ hơn. Nhìn cơ bắp của cậu ấy kìa. Này cậu kia, có chuyện gì vậy á? Trước đây cậu chưa từng tập thể hình à? À, đúng vậy. Với bạn mình, chúng mình... Này Mai! Có chuyện gì vậy? Ôi, tớ thích đôi giày của cậu. Chúng thật là đẹp. Tớ cá là cậu có thể nhảy tới gần rổ khi đi đôi giày này đấy. Tớ có thể cho cậu biết tên cửa hàng đã bán giày nếu cậu thích. Thật sao? Như thế thì thật tuyệt.
Cửa hàng đó tên là Những Đôi Giày Trong Mơ và nhà sản xuất giày là Luôn Có Những Hy Vọng. Luôn Có Những Hy Vọng à? Chào. Sao vậy? Đừng nghe cậu ấy. Cậu ta trêu cậu đấy. Cửa hàng đó chỉ ở phía góc trung tâm làng thôi. Thật sao? Cậu không đùa tớ giống cậu ấy chứ? Tớ thề đấy. Cậu ấy thật tuyệt phải không? Đúng vậy, cậu ấy có vẻ khá ổn. Mai, cậu bị làm sao vậy? Nhiều kiểu tạo dáng thật. Nhìn kìa, cậu ta còn tự chụp bản thân mình nữa chứ. Mình sẽ không nhìn họ đâu. Chúng ta phải tập trung. Dù sao chúng ta cũng đang ở bãi biển Venice, nơi này nổi tiếng với những trận đấu bóng đường phố. Vì thế hãy quên nước ép hoa quả và những kẻ chỉ biết phô diễn đi. Nhưng nhìn kìa, họ yêu bản thân quá rồi đi. Cười lên nào. Hãy tập trung nào, Stella. Cậu có phải Rudy không? Tôi đã nghe huấn luyện viên của cậu nói chuyện với huấn luyện viên của chúng tôi. Ông ấy nói cậu là cầu thủ giỏi nhất. Thế à? Tôi cũng nghĩ vậy, vì thầy Tony đánh giá rất công tâm. Hãy tưởng tượng, một trận bóng rổ chỉ có hai chúng ta thì sao? Được thôi, chơi một trận ngay bây giờ thì sao nhỉ? Bây giờ phải thật tập trung, Rudy. Này Stella, bỏ máy quay của cậu ra đi. Hãy nhìn đôi giày và mũ của cậu ta xem. Trời ơi, trông cậu giống cây thông Noel quá. Ôi, cậu chỉ ghen tị với tớ thôi, cậu đúng là không có gu thẩm mỹ. Hãy nhìn cơ bắp của tớ xem, có mạnh mẽ không? Hãy chụp ảnh đi, Stella. Bãi biển Venice. Tôi luôn mơ được chơi bóng ở đây. Cậu có muốn xem vài trận bóng đường phố không? Đi thôi nào. Không tệ. Cậu cũng đáng yêu đấy chứ. Đáng yêu à? Biệt danh đó tuyệt đấy. Này. Bây giờ tôi đã hiểu ý huấn luyện viên của cậu rồi. Gì cơ? Thầy Tony đã nói gì? Không có gì, mà thực ra là có. Sao vậy? Tôi không nên nói cho cậu điều này. Thầy Tony nói cậu chơi tốt, nhưng không đủ để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thế á? Thầy đã nói thế á? Cậu muốn xem đoạn băng không? Những em khác là cầu thủ đặc biệt. Nhưng Rudy, em ấy, đừng nói em ấy là tôi đã nói như vậy. Ồ, chàng trai dễ thương. Nếu bóng rổ không phù hợp với cậu, tôi chắc một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra nghề phù hợp hơn. Mục đích của việc... Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cho trận đấu rồi. Em không định chơi bóng khi đi đôi giày này đấy chứ, Mia? Em đang đùa sao? Nhưng đôi giày này không có vấn đề gì ạ? Cởi đôi giày đó ra ngay. Sao ạ? Nhưng những bạn khác cũng đi nó khi chơi mà. Cậu ổn chứ, Rudy? Trông cậu có vẻ lo lắng quá. Tớ ổn. Cậu chắc chứ? Tớ sẽ cho thầy biết tớ giỏi như thế nào. Chúng ta có chơi hay không? Có chuyện gì với cậu ấy vậy?
Mike, em đang làm gì vậy? Coi chừng, cho đi qua nào. Đó là gì vậy? Một cú tấn công thôi mà. Các em phải chơi với tư cách là một đội. Tớ không thể tin được, cậu ấy khiến tớ bồi hồi với nụ cười đó. Các em làm gì ở ngoài đó vậy? Cậu sẽ không vượt được qua chúng tôi đâu. Chuyền bóng đi Rudy, chuyền bóng đi. Tôi thổi còi kết thúc trận đấu chứ? Được, đã quá giờ rồi. Tuyệt quá. Những gì thầy thấy thực sự tệ. Mia, em hãy bỏ đôi giày đó ra ngay. Mike, Leo, các em không phải lúc nào cũng phô trương nữa. Thầy muốn thấy các em hợp tác với nhau như một đội giống lúc trước. Stella, em... Không, em chỉ bị choáng ngợp bởi nụ cười của Lenny thôi. Thầy không muốn nghe giải thích Stella. Thầy muốn xem các em đấu giải bóng rổ. Vấn đề là em đã quan sát đối thủ của mình, đúng không Mike? Người em cần để mắt không phải là bọn họ, mà là đồng đội của mình. Cả em nữa đấy, Rudy. Đây là một môn thể thao đồng đội. Em đã quên mình còn có một đội sao? Em đã quên rồi à? Chỉ là họ chơi giỏi hơn thôi. Thầy đã nói đủ rồi đấy. Được rồi, nếu em nghĩ em đã thua trận này, thì hãy cởi giày ra đi. Sao à? Họ không giỏi hơn chúng ta, Rudy. Với một đội mạnh, như những cầu thủ tốt nhất của chúng ta có thể đánh bại họ. Thầy biết điều đó. Vâng. Cầu thủ giỏi nhất mà thầy nói, cầu thủ giỏi nhất, người thầy còn coi không có tương lai bóng rổ, thầy là kẻ đạo đức giả Tony Parker. Có chuyện gì với Rudy vậy? Trong giấc mơ của bạn. Hãy giữ nó đi, cậu bé xinh đẹp. Cố lên nào, đội Venice. Vậy anh chàng dễ thương còn nghĩ về nghề nghiệp của cậu nữa không? Việc của tôi là đánh bại các cậu. Có lẽ cậu nên thử sức với hài kịch đi. Hoặc là lính cứu hỏa. Chúng tôi luôn cần một người lính cứu hỏa. Chờ mà xem. Tuyệt lắm Rudy, giờ thì chuyền bóng đi. Rudy. Khi tôi nói bóng rổ không phù hợp với cậu, cậu nên tin điều đó, chàng trai dễ thương à? Lội ngược dòng tuyệt lắm, nhưng vẫn còn cách rất xa. Anh nghĩ có thể gỡ lại được không, Tony Parker? Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà. Làm tốt lắm, High Five. Chúng ta sắp đuổi kịp họ rồi. Chơi tốt lắm. Từ giờ, nếu có ai muốn chơi một mình, thì người đó nên bắt đầu chơi gôn. Em nghĩ sao, Rudy? Em bỏ cuộc.
Đó là điều thầy muốn phải không? Thầy có ý gì khi nhắc tới những chuyện đó? Gì cơ? Rudy, để tớ yên. Này, có chuyện gì vậy? Rudy, có chuyện gì vậy? Sao em lại cư xử như thế? Vì sao em phải tiếp tục chơi bóng rổ chứ? Em sẽ không bao giờ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Em đang nói gì vậy? Thầy chỉ yêu cầu em hợp tác với các bạn trong đội thôi. Thế đấy, thầy Tony. Nhưng em là cầu thủ đặc biệt. Còn Rudy thì... Em sẽ không bao giờ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Em từ bỏ. Điều đó không đúng. Thầy chưa bao giờ nói như vậy cả, Rudy. Em đã thấy thầy trong đoạn băng đó, thầy Tony. Thầy đừng nói dối nữa. Đoạn băng à? Ai là người cho em xem đoạn băng đó? Hãy cho thầy biết. Đó là Jenny. Thầy đã nói chuyện với huấn luyện viên của cậu ta và thầy đã nói những điều ngược lại Rudy. Chắc chắn, cô ta đã chỉnh sửa đoạn băng. Giữa Jenny và thầy, em sẽ tin cô ta thay vì thầy à? Quên đi thầy Tony, em sẽ không bao giờ tin thầy nữa. Em sẽ không bao giờ tin cái gì nữa. Mọi chuyện chấm dứt rồi. Em đã học được bài học rồi. Tớ sẽ đi. Rudy, hãy nghe tớ nói này. Để tớ yên, Mia. Rudy, hãy dừng lại. Cậu là cầu thủ chơi giỏi nhất và tớ không giỏi thứ gì cả, thế đấy. Rudy, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Cậu không thể bỏ bọn tớ như thế này được. Cậu không thể làm thế được. Thầy Tony đã dẫn dắt chúng ta đi xa đến vậy. Sao thầy ấy có thể làm thế nếu không tin chúng ta? Thôi nào, high five. Đến lúc chơi rồi. Tôi biết anh đứng sau tất cả những chuyện này và tôi đảm bảo anh sẽ thua trận này. Chúng ta nên làm gì đây, thầy Tony? Chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu các em, kể cả khi chỉ có 4 người các em cũng có thể đánh bại họ. Chơi mà không có Rudy, em biết vì sao không? Vì tất cả bọn họ đều chỉ chơi cá nhân, họ đều cố gây ấn tượng với những người khác, lúc nào cũng chỉ cố phô diễn. Được rồi, hãy cho họ thấy chúng ta chơi thế nào đi. Chúng ta sẽ thắng trận này vì Rudy, vì tất cả chúng ta. Thầy Tony nói cậu chơi tốt, nhưng không đủ để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu muốn xem đoạn băng không? Tất cả các em đều là cầu thủ khác biệt. Nhưng Rudy, em ấy... Đừng bảo với em ấy là tôi đã nói như vậy. Chàng trai dễ thương của chúng ta, nếu bóng rổ không phù hợp với cậu, tôi chắc một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra được công việc phù hợp. Nhưng bóng rổ là cuộc sống của tôi. Thôi nào Rudy, mày phải tin vào ai đó chứ. Tin Jenny, tin thầy Tony, hoặc tin vào chính bản thân mình. Tuyệt lắm! Lại làm gì thế? Những cơ bắp này khá khác biệt phải không? Nhưng bạn sẽ cần nhiều thứ hơn là một cơ bắp đấy. Rudy! Này Rudy, chiếc áo đó không hợp với em đâu. Nó quá to với em đấy. Không đâu thầy Tony, hiện giờ nó đang là mốt đấy.
Làm tốt lắm, High Five. Thật kinh khủng. Thấy không? Tôi đã tìm ra nghề nghiệp phù hợp với mình. Đó là trở thành một người trung thực. Đó là tất cả. Anh thấy sao? Khi đang bước dần tới chiến thắng, điều anh thất bại chính là nói dối. Ôi không, tôi nhớ rồi. Chiến thắng nằm trong lòng chúng ta. Lại đây nào các em. Chúng ta sẽ đi mua sắm. Nhanh lên, hãy ra khỏi đây thôi. Em muốn xin lỗi thầy, thầy Tony. Em đã không tin thầy. Ai cũng một lần cảm thấy hoài nghi mà, Rudy. Em phải luôn tin tưởng bản thân mình và đừng nghe những gì người khác nói. Thầy nói đúng. Thầy biết. Hãy nghe theo lời huấn luyện viên của em.